Mày chết chát chịu mày nha. Người ta mà mấy thằng mình kè hang, nó vô nó hãm mày chát chịu mày. Băng hỏi thật kẹp té. Tao nói là bữa nay là trong mình tao yếu rồi, tao chết trời nặng rồi. Ủa chị, bộ có ai vô hay chứ? Hả? Bộ phải cháu ta vô hả? Dạ em chào chị Trinh. Thì, dạ, chào anh. Mấy hôm nay anh em cũng có đăng tải về cái cuộc sống của chị với chú Hùng á. Thì dạ. Người mẹ của chị có gọi anh em mà nói là chị là sống với chú Hùng á. Dạ. Rồi có những cái như là mẹ chị xuống đây lấy gạo lấy này kia, đó là có không chị? Dạ có. Em có cho tiền mẹ không? Dạ cũng có. Là chính xác là em có cho tiền mẹ đúng không? Đúng. Thì hồi nãy là tại vì mình cũng như mình cũng như mình không có nuôi lớn lên á, mình không có nuôi thì mình cũng phải cho tiền. Nói chung á, mình là con mình cho tiền cái điều đó là đúng. Mình là đứa con có hiếu của chú anh chị, thậm con thì tất nhiên phải lo cho cha mẹ rồi. Nhưng mà có một điều này là hồi nãy cái người mẹ của em á là có liên hệ chửi anh, là nói là chọc nó đi, là có gì là mẹ với bà ngoại gì đó là gọi đó liên hệ đến anh em đây nói là thực sự ra là bên đó không có xuống lấy tiền lấy gạo gì cả. Yeah. Đó thì hôm nay là em muốn hỏi chị tính chính lại là xem là như thế nào, chị có thể chị nói vấn đề đó giùm em được không? Như thế nào anh? Là có nghĩa là mẹ chị á là có xuống lại lấy gạo lấy tiền gì không? Xuống tới thì bà chỉ bên ở tại nhà riêng hay là xuống đây nè, xuống từ hồi đó giờ từ trước giống giờ như từ trước giờ em có cho tiền mẹ không? Thì có cho tiền. Là cho tiền mẹ có lấy không? Mẹ lấy tiền. Rồi gạo thóc rồi mẹ cũng lấy nữa. Đúng rồi, tại vì cái người con mình có hiếu là mình cho nó chuyện bình thường, cái đó mình dạ, lo cho cha tại mẹ. Tại vì con mẹ đẻ. Đúng rồi, đúng cái rồi. Đó em làm chuyện đó là rất là đúng, nhưng mà mấy anh á buồn cái là mẹ của em nói là em không có cho tiền gì hết á. Không có cho tiền, đúng không? Ừ, hồi nãy là mà mẹ của chị Trinh á nói là thật sự ra không có lấy tiền lấy đúng gạo gì hết. Đó, cho nên là em muốn hỏi là chị là cho nó chắc chính xác hay không thôi, chứ mình là cái người con thì nói chung ông bà cô chú cộng đồng mạng thương mình. Dạ. Thương mình tại vì em có hiếu, em lo bất cứ ai cũng vậy, không phải nhất thiết là em, tại vì một cái người con lo cho cha mẹ là cái chuyện đó là quá trời tốt chứ không có gì đâu xấu. Nhưng mà dạ, mấy anh buồn cái là người mẹ điện lại nói là em không có cho tiền gì hết đó. Ừ. Cho nên là tụi anh mới hỏi em để xác minh. Đó. Ê, từ trước tới giờ á chị Trinh, mẹ chị đến đây nhiều lần không? Được, có một lần hai lần à. Một lần hai lần là tại căn nhà này phải không? Dạ. Hay là mấy nhà lúc trước là chị ở một chỗ khác là mẹ chị có tới không? Mấy chỗ khác á, thì giờ khi tại nhà riêng của mẹ mình đang nuôi bà ngoại. Rồi tới lui thì uống cà phê rồi về nhà không à. Rồi những lần mà mẹ chị tới đây là thăm chị hay là về vấn đề nào? Tới thì thăm em mà đi về không à. Có đòi hỏi gì về vấn đề tiền bạc hay là này nọ không? Có. Đáng lý mẹ tới chơi thì mẹ phải lì xì tiền. Chứ xin em rồi em còn phải cha em nữa. Mà hồi đó giờ là có khi nào mà mẹ chị tới đây thăm là có mua gì cho cha con chị chứ mà cho tiền cho con chị không? Có mua thịt rồi uống cà phê đâu á. Trinh anh hỏi em câu này câu thật ha. Dạ. Tại vì không gài lúc mà anh quay chú Hùng á, chú Hùng nói chú Hùng là cha dượng, thật sự là chú Hùng là cha dượng hay là cha ruột của em? Dạ cha ruột, cha đẻ. Cha đẻ luôn đúng không? Cô chú anh chị thông cảm, tại vì chú Hùng cũng không có được bình thường, cho nên nhiều khi những cái câu nói của chú á, nó không có đúng cái suy nghĩ, cho nên là mong cô chú anh chị đừng có trách, hoan hỷ cho chú Hùng. Đó là thật sự là hôm nay đính chính chú Hùng là cha ruột em đúng không Trinh? Cho nên là cô chú anh chị không gài quay á, tại vì chú Hùng nói là dượng á, cho nên nhiều khi cái đầu chú nó không có được bình thường, cho nên mình cũng mong cô chú anh chị thông cảm và bỏ qua cái chuyện này. Đó thì mấy anh em muốn xác minh là cái chuyện mà hồi nãy mẹ của Trinh. Mở cửa tía. Thôi tao không có nói mày. Con mới mua cho chú hai cái xô đó. Mày mà nói thiệt chứ.
mày như bà nội tao vậy đó. Ủa gì vậy, chuyện gì nữa chứ? Mày quá tao mà ra đi bán số như này là dọc đường bị xe nó đụng tao cho nó chết mẹ đi. Ủa à, đó kiểu đó đó. Chinh, tao với mày không có bà con. Chinh đâu có của chú đâu. Dạ. Em đâu có nói gì chú đâu. Tới là... Đó cô chú anh chị thấy không? Giúp đỡ cho mày thì mày hưởng đi. Tao thì mẹ tao. À, ở nãy mua cái thùng cho chú rồi. Thôi hôm qua trời có thùng luôn. Không có. Kìa, không có hai cái luôn. Con mới về trở lại đó. Tôi nói thiệt để cho con tôi con nhỏ này nó xài làm gì làm. Đâu, cái này là mua cho chú với mới mua nè. Sao chú? Mới mua 200 ngàn nè. Thùng xích nước luôn. Trong này là thùng xích nước luôn. Thôi bây giờ con sẽ gửi chú lại 200 ngàn. Gửi lại chú. Rồi. Yên tâm đi. Bây giờ con gửi chú là 200 ngàn. Để nó xài đi rồi. À, cái này cũng như là con tặng thêm chú. Con tặng thêm. Yeah. À, cái này đừng có suy nghĩ về, đừng có la em trên tội. Thôi. Nó là ổng la con nè. Ổng la ghét em đem đem tiếp khách với anh chị về ăn chơi. Mà gặp anh Mạnh với mấy anh đây hỗ trợ cái thùng đó hen 200 ngàn hết. Rồi, con gửi lại chú Hùng 200 ngàn như con tặng chú Hùng nha. Con tặng chú Hùng cái thùng. Không phải, cái này là cặn, cái này là giống như giúp đỡ, giống như... Mày hả? Mày chết chát chịu mày nha. Người ta mấy thằng mà kè ha. Nó vô nó hãm mày chát chịu mày. Băng của bọn cho thật kẹp té. Tao nói là bữa nay là ta chắc mình tao yếu rồi, tao chết giờ nào không chừng nữa. Ủa chị, bộ có ai vô hả chú? Hả? Bộ hồi tối có ai vô hả? Nó chơi sáo đen không mà. Nhỏ này nè, hồi con gái chưa phát bệnh. Nó chơi sở hầu đen. À, bây giờ chị Vinh cũng giờ lớn rồi, chắc không có còn nữa đâu chú. Quen nó kia đi kiếm ra vào ra cái chân vậy. Bữa nay gặp được không? Năm thằng. Chú Hồn gặp ở đâu chú Hồn? Ở cầu... cầu... cái trộn. Rồi giờ ngay dặn cái mẹo. Rồi tới cầu 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 cầu. Mấy thanh niên nó có nói gì không chú? Nói à, nhỏ mà... cái nhỏ mà nó hồi đó nó lanh lợi đó ốm ốm đó thì giờ chú thấy nó đâu không? Nó có chỉ ở trên này nè. Vậy là tìm chị Chinh mấy người đó là hôm nay nó tìm chị Chinh làm gì chú không? Thì xăm tay chút chị che qua tí có gì đâu có tiền vậy đó. Nó thuê người lại nó có tè nhỏ này làm luôn. Ờ chị hả? Ờ cho nó chết. Quá trời mấy thanh niên này luôn. Nó thiệt. Đây nè, nè. Chú biết sao bữa nay. Bữa nay nó mạnh luôn. Đừng có giận luôn. Dạ. Đúng buồn luôn, tôi nói thiệt con luôn. Dạ. Dân miền. Nói vậy là dân miền không. Cho tôi đứng chị ạ. Bữa nay tao mình mở đi mà có hai cái thùng xích nước. Lại khỏi lên chắc mấy cái thùng nữa nữa. Cái này là chú Hùng mua hết bao nhiêu tiền? Để chú nói đi. Để chú nói 200 gì đó. 200 mới gửi lại cho chú Hùng đâu. Thôi. Không, cái này là mấy anh em con mua. Biết rồi. À. Thôi. Thôi, vậy chú Hùng không lấy là tụi con sẽ buồn á. Tấm lòng anh em muốn con bây giờ, thôi. Chú Hùng muốn tụi con vui hay buồn? Giúp đỡ tôi nhiều đó thì tôi mang ơn rồi. Tôi nói thiệt. Bữa nay là nói trắng ra luôn á. Kỳ đó tôi bị tai nạn, tôi nằm bệnh viện, nó mai cái đầu á, ở Cần Thơ á. Nó ở nhà nè, nó giấy làm phầm đấy, cho thằng Hùng đó chết mẹ đi. Nó nói vậy đó. Ai giấy chứ Hùng? Nhỏ này nè. Nó tỉnh rồi đó, nó biết rồi đó. Mà hồi nãy sao chú Hùng chỉ nhà chi vậy? Lỡ mấy nam thanh niên đó tới đây rồi sao? Chờ kiếm nó, cho nó biết mặt. Đâu phải con gục của chú đâu. Như vậy thôi à. Vậy là chị Trinh này không phải con gục của chú Hồng à? Ừ. Nó lấy Hậu Nguyễn là mà bên ngoại gục, mà mẹ gục của nó. Dạ. Chú là Hậu Quỳnh. Dạ. Nhớ kỹ chưa? Chú là Hậu Quỳnh. Hậu Quỳnh, dạ. Nó bên ngoại, bên mẹ nó gục của nó là Hậu Nguyễn. Dạ. Là khác thì chứ gì? Dạ. Không có sự trùng hợp được. Dạ, như phát sinh. Như vậy thôi à.
không có trùng hợp được. Làm mấy ông nhà nước ở xã Phú Thịnh làm không được. Hỏi con gái á, lấy họ của anh á, tôi làm cho dễ ở hả? Mà nói cái này nó cho anh họ Hồng Quỳnh mà con anh Hồng Nguyễn nữa sao làm được? Chết nghe hả? Làm giùm luôn đó. Nói vậy đó thầy. Dạ. Chú nói là bữa nay thật lòng á, chú không có buồn cái gì hết á. Tại vì cho chú đi xa về mệt phải không? Mà cho chú nói bữa nay là thôi, chú không có nói nữa. Phải không? Ai làm gì làm chú không biết nữa. Chú Hùng bán hết số chưa? Hết rồi. Hết rồi ha. Bữa nay là quốc cho mày 200 tờ đó. 200 tờ luôn. Lấy cái này cái gì à? Quá trời hay luôn. Hôm nay về sớm. Hôm nay chú Hùng về sớm. Tiền mua gạo con đó anh. Rồi. Rồi nhỏ này nè. Có gạo á, mấy cháu cho á. Mấy chị đồ ở ngoài á cho gạo nó cất cho mẹ ruột nó ăn. Để giờ này. Cho bỏ chú gì đói. Vậy thôi à. Mấy chập rồi. Đây là cái này nãy chú Hùng mua 200 hả? Đây con gửi chú Hùng nè. Rồi. Không biết sao nói. Không biết sao nói nữa. Không, cái này con mua giống như là cái này mình để hứng nước, để chặt hứng nước cho chú. Chú Hùng ơi. Hả? Thì hôm qua là con nói mua chú hai cái xô hứng nước lúc nãy đó. Rồi. Hồi sáng con có đem rồi, con để ở phía sau nhà. Không có mà đã mua thì chú mang ơn. Mà cho nó xài. Dạ. Tính là chưa mua. Mấy cháu là còn đi công chuyện dữ lắm. Dạ. Ngành nghề kiểu này là lại đi công chuyện đâu có bao giờ nghỉ. Dạ. Đâu có không đâu mà nghỉ. Dạ. Dạ làm xuyên chốt. Như vậy đó. Dạ. Chắc chưa mua đâu, để chú mua luôn. Dạ. Chú biết chỗ chú mua luôn. Bây giờ gì ha chú Hùng? Chú Hùng ở nhà còn mình còn thiếu cái gì không? Bây giờ là chú ao ước hen. Dạ, lời của chú á nha. Dạ. Nó giờ nó chết luôn nha. Dạ. Chú nó mạnh luôn. Rồi, ok chú. Khoái là bếp ga mà đôi đó. Bếp ga phải không? Bếp ga đôi thôi. Bếp ga mini á mình xài đi chú. Không mà giờ chú khoái bếp ga bao bự. Chú ham vậy đó. Từ hồi đó giờ chơi thấy người ta xài mà mình chưa gớm. Hôm bữa thì con mua bếp ga nhỏ là chú không biết ăn. Rồi. Để cho nó làm gì đó làm cũng nó. Rồi bây giờ chú Hùng thích cái bếp ga đúng không? Rồi để con nói với Mạnh Thường Quân con. Dạ cái trước tiên là cái máy gọn đi. Trước tiên máy gọi đi hả? Máy điện thoại dạ, phải không? Dạ mình đang kết lại. Mà cái điện thoại à? Cái điện thoại thì em đã nói với chị Trinh rồi, chị Trinh phải đi theo em mua cho chị. Còn đó. Chị không đi theo em không mua. Đó bây giờ Thủy á, bé Thủy là dẫn em đi mua điện thoại rồi đó. Dạ. Thì có đi thì chạy xe đạp đi. Có đi thì chạy xe đạp đi. Chú Hùng có cho chị Trinh xài điện thoại không? Hồi đó nó xài, nó nghe nhạc luôn. Dạ. Biết muốn nó hết bình tĩnh nổi đó. Dạ. Nó muốn điên rồi đó. Em có mình cũng hạn chế ha, mình hạn chế tí. Nó đúng vậy nè, nguyên ngày nguyên đêm luôn. Dạ, mình kêu mình kêu cái gì hả, nó không nghe. Đúng lúc rút ở trong luôn. Cái tay phone đó ha. Nhưng mà giờ chú Hùng có cho chị Trinh xài điện thoại không nè? Bây giờ nó muốn xài thì xài. Dạ. Chú không có cấm. Dạ. Tại vì giờ chú sắm cái này á, cái máy của trong mình của chú nè. Dạ. Tại vì liên hệ với đại lý số. Dạ. Chú buôn bán. Hiểu không? Dạ. Có gì vậy, chú chắc cái gì mà mình điện cho đại lý. Hiểu chưa? Dạ. Không, mình có cái gì đó mà mình điện cho đại lý hay. Cho nó đi cướp mình. Vậy là chú Hùng ước mơ từ hồi đó tới giờ là từ hồi không? Mà bà già chú gần chết tới giờ luôn là ước mơ biết nữa. Là chú Hùng âm thầm luôn á, chú Hùng thấy người ta xài nhưng mà hồi đó tới giờ ước mơ được món bếp ga giống như vậy xài như rồi ước mơ này sẽ thực hiện cho chú. Bởi vậy giờ thấy người ta xài á. Dạ. Thích ha, mình không xài được á. Dạ. Dìm chìm làm cho em cũng mà thấy người ta nấu á, nấu đồ ăn này kia, nấu cơm rồi đó. Dạ. Nó gọn đi, nó mình vô bếp mà mình thấy vậy đó. Nó cái này mua nhiêu vậy, đẹp quá nha. Mình dèm vậy thôi. Dạ. Không dám mà nó nói gì nữa hết. Dạ, để nhà mai con dẫn chú đi mua. Bởi vậy
chú thì bà ngoại nó thì nó gia đình đó là kiếm ăn không, không có làm gì chân. Gia đình ai chú? Gia đình bà ngoại nhỏ này. Yeah. Ở chợ chợ yeah. Cửa ngang á. Yeah. Là ăn đi chơi đó, ăn cà nhộng đó. Khóa làng khóa xóm luôn. Yeah. Có khi được ba con ruộng nha. Thì để làm đi. Chung sống. Kiếm lúa mượn mình ăn đỡ mua. Không chịu bán. Bán xong rồi có tiền á. Dình dực. Quýnh lộn. Gỗ máu chết chóc. Tâm chém. Vì đồng tiền. Chú không có kiểu đó. Chú không có kiểu đó thị. Dạ. Ừ. Hôm nay sao mà chú bức xúc dữ vậy chú Hùng? Tại vì chú mệt dữ lắm. Ừ. Chúng mình của chú là không phải gì. Nó mệt dữ lắm. Ha ha, chứng bệnh mà nó nhập một. Chú không biết sao nữa. Trái tim chú hả? Nó đập mạnh hen. Chú thở theo nó hả? Muốn đứt hơi luôn. Vậy đó. Chú mà chú mình là chú mới bức xúc rồi chú mới nóng nảy đâu đó. Nóng hồi đó hiền dữ lắm, ai làm gì làm. Từ hồi mà có chứng bệnh nhân tới giờ luôn. Bất cứ người này lớn nhỏ không cần biết, già trẻ làm tái à. Nhưng mà nói một hồi rồi thôi chứ đâu có nghiêm rút đâu. Không có nữa, không bỏ. Kiểu như mình tức quá mình xả cho hết á. Là bỏ. Không có ghi đầu óc nữa. Nhưng mà nãy là chú bỏ. Nói chú chỉ cho mấy cái thanh niên mà đến đây để mà hại chị Trinh đó có không? Tại vì nó kiếm kêu cao à. Rồi chú chỉ luôn nha. Vậy chỉ cầu dị cư đó. Trời ơi. Chú chỉ vậy hả? Tới cái tài liền quá dữ. Chú chỉ mà như vậy là nguy hiểm rồi, bốt chú đi bán vé số rồi chị Trinh. Kệ nó. Tại vì nó giái rồi, chú là bán vé số nè, chạy xe đạp nè. Từ đây nè. Chạy ra qua tới Bình Minh á, bán dọc đường á, chết rồi nó chôn luôn. Có gì vậy? Chị có nói vậy không? À. Không. Cho mày không, đừng có chối. Sáng giờ có nghe chị Trinh nói gì đâu, hay là chú nghe ai nói? Không, nó nói lâu rồi. À, lâu rồi. Lâu rồi, bữa nay mới nhắc lại đó. Trời ơi, nếu mà con nói vậy rồi con mở nhà cửa cho ba ngồi ăn cơm rồi còn đồ cái gì nữa. Thôi. Nếu mà nói vậy thay vì đừng có lo nhà, để mình khỏe hơn không? Tao bây giờ... đẹp. Nè. Tao bây giờ thì... Nói mà không có đúng với trách nhiệm của mình. Sao không đúng? Không lẽ tao ăn hiếp, ta làm gì mà tao ăn hiếp mà không có đúng. Đó. Thôi, bỏ đi. Thôi bây giờ chị thôi, bỏ đi, không có nhắc. Bỏ đi. Cho con mà sống với nhau, nương tựa lẫn nhau đâu mà... Cái tính tình đã tính là hợp mà cạn cơm. Chứ ý kiến riêng. Nó nói kêu nó đông cơm. Nó nói mày bỏ tiền ra đi mua gạo đi nấu cơm ăn. Gạo tao thì mẹ cũng của tao á mua cho để dành cho tao ăn. Có nuôi học hồng bữa nào đối thừa kiểu đó thôi bây giờ bỏ thôi là bỏ. Bây giờ thì mấy cháu thì rồi bỏ đi ha chú. Bỏ đi. Thôi bỏ. Cha con sống hòa đồng vui vẻ đi. Thôi bỏ đi. Bỏ đi. Chú Hùng bán hồi sáng giờ có ăn uống gì chưa? Ăn cháo không nè. Ăn con nuôi. Bữa nay ăn ngon thiệt. Không có bỏ mứa. Dạ nhớ ăn hết rồi đừng. Ăn con nuôi. Mà thịt thì thịt heo á ngán quá bỏ. Ăn con nuôi của chị Trinh nấu hả? Không có. Quán. Người ta làm ngon lắm. Tô nhiêu chú? Tàu có 15.000 thì rẻ quá ha. Tàu có 15.000 ngon thôi. Ngon chú? Hả? Ngon ha. Ngon. Bữa nay ăn sức mồ hôi luôn. Ngon quá sức mồ hôi luôn. Bữa nay ăn sức mồ hôi luôn. Bữa nào dẫn cho con đi ăn đi nha. Thì chưa tới cầu Kinh Múc mà cái quán đó chưa tới cầu Kinh Múc. Chưa tới qua đường qua lộ nữa. Ba anh em mình là chú quá tôi bán về thôi. Thôi đi, thì mấy cháu thì trách nhiệm là dây lát đi, ở lại dây lát đi. Dạ, ở lại chơi chú ha. Dạ. Chú không có mệt đâu. Dạ. Nhớ được dặn. Rồi, chỉ là chú bây giờ vui vẻ rồi ha.
cái này nè nó cũng tiếc nữa nè, cái này nó cũng tiếc nữa, cái này nó cũng tiếc nữa nè, kêu nó đốt nó tiếc. Thôi đốt đi để mua đồ mới vậy đó. Tại có cái, tại vì đồ mới có sẵn rồi mình chỉ bận vô không à, để mua đồ mới. Chú không phải gì mấy cháu lại đây á, nhưng mà giúp đỡ cho chú á. Dạ. Chú mừng dữ lắm. Dạ. Mừng mà nói thiệt chứ không biết sao, nói sao mà nói. Dạ. Nói chung hết lên nó lời luôn á, nó nói là không lên lời luôn. Cái em mong muốn là có giống câm luôn á. Đó là chị Thủy sẽ dẫn đó, Thủy sẽ dẫn em đi mua rồi đó. Ừ, vậy tí xíu sẽ dẫn chị Trinh đi mua sau ha. Ờ. Chú Hùng mình sớm con cũng nhận được 600 ngàn của cô Thầy Phạm ở bên Mỹ á. Quyết rồi. Mua cho chú hai cái thùng là 320 ngàn. Ờ. Là còn dư 280 ngàn. Ờ. Đây thì con gửi cho chú Hùng 280 ngàn ha. Ờ. Vậy, vậy là cho nè, cho chú nói mà mấy cháu nè là chú cái lời cảm ơn chị đó. Dạ, cô vệ bị đây con à, như vậy đó. Ngàn, ha. Dạ. Tại vì chú không biết mặt. Dạ. Mấy cháu thì liên hệ hoài à. Dạ. Ở bển. Dạ. Chú cái lời của chú nói là cảm ơn nhiều. Dạ. Cho cổ ông Phật trời á, phù hộ cho cổ á mạnh giỏi. Dạ. Không biết chừng nào dịp chuyện nào cổ về bên đây chơi. Dạ. Một chuyến một thôi. Hiểu chưa? Dạ. Chú còn mong như vậy đó. Dạ. Chú Hùng bữa nay con thấy mặc đồ quá đẹp luôn chú Hùng. Cái này ghệ của chú bữa hổm đó. Dạ. ngay chợ đó nó. Dạ, nó sắm nè. Dạ. Nó sắm hôm qua đó. Quá đẹp luôn. Nó sắm hôm qua đó. Có dẫn nó kìa. Nó sắm luôn. Nó sắm luôn. Ừ, nó sắm luôn. Cái gì nó cũng sắm được hết trơn á. Rồi, bây giờ chú Hùng ngày mai bán số xong. Ờ. Chú đi mua bít ga, tiền ga, bít ga. Ừ. Cái không? Rồi. Dạ. Là ước mơ của chú đúng không? Ừ. Dạ. Rồi. Chú ham ngay chỗ đó không à? Rồi. Chú không có muốn gì nữa hết á. Rồi. Con sẽ nói mạnh hơn con hỗ trợ cho chú. Mong ngoài ra là chú không có muốn gì nữa hết á. Dạ. Khoái cái đó là cuộc đời của chú rồi, suốt cuộc đời của chú hả? Dạ. Tới giờ tới chết rồi chú lỗ hả? À, theo ông bà hen. Dạ. Chú cũng mãn nguyện nữa. Mãn nguyện ha. Ừ. Mà con nói chú nè. Hả? Cái mình ra biết ra lúc mà mình nấu xong mình dặn kỹ nha. Ờ. Tại vì cái đó nó cũng khá thì biết rồi. Tỉnh tưởng kỹ rồi chú. Ờ. Dạ. Rồi, lớn mơ mà nó khuật là chết luôn. À, đúng rồi, cho nên chúng phải kỹ lưỡng cho nó. Ờ. Tại vì tới mỗi mùa mưa dầm rồi. Vậy thấy qua của không được đó. Dạ. Mình cần cái đó. Dạ. Hiểu chưa chú? Dạ. Mà chú Hùng là biết sử dụng cái biết đó không? Biết. Biết ha. Tại vì bà già còn sống đó. Kỹ lưỡng nha, kỹ lưỡng cái đó. Tại vì bà già còn sống á, này chỉ chú chân à. Dạ. Nói chung là chú Hùng là tính như vậy cũng được, tại vì dạ, tháng mưa rồi nè. Ờ. Tháng mưa rồi sao là cũng ướt là không có nấu được. Rồi tháng 8, tháng 9, tháng 10 luôn. Dạ. 3 tháng còn mưa. Mưa dầm đó. Bước qua tháng 11 là nó hết mưa rồi. Bớt rồi. Dạ. Tháng Tết luôn, gần cận Tết rồi đó. Rồi thôi chú Hùng cũng mới về. Dạ. Chú Hùng rửa mặt nghỉ ngơi. Ờ. Dạ. Rồi cho đẹp trai, cha đẹp trai lại chừng ba bà thôi nữa. Ba bà luôn. Rồi. Rồi chú Hùng rửa mặt nghỉ ngơi nha. Ờ. Có gì chiều con sếp chạy lại. Rồi. Bye bye chú Hùng. Rồi, bye bye. Bye bye. Dạ thì mạnh cũng xin thay mặt cho chú Hùng cảm ơn tất cả của chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho chú Hùng cũng như là em Trinh hai cha con ở nhà hàng. Rồi Mạnh xin chào của chú anh chị ạ.